cuối cùng trong một product update ngày hôm nay. Thì nếu các anh chị còn câu hỏi hay là thắc mắc nào mà muốn mình nhận thêm thì mình có thể click vào, mình có thể type vào chatbox giúp em thì em có thể hướng dẫn mình thêm. Ngoài ra thì em sẽ có một số cập nhật là hiện tại mỗi tháng thì Smarter sẽ có public một cái bài Genlog ra, thì nội dung cụ thể của bài Genlog sẽ cho các anh chị biết được là trong tháng vừa rồi Smarter đã có những tính năng nào mới, những tính năng nào đã được cải thiện và những bug nào đã được sửa rồi. Đi kèm với những tính năng mới và những improvement sẽ là các hướng dẫn sử dụng, là các tutorial ở trên Customer Portal, thì các anh chị hoàn toàn có thể truy cập được vào để xem mà không cần phải sign in. Em không biết là mình có câu hỏi nào cho phần product update vừa rồi không ạ? Hiện tại thì em chưa thấy mình có câu hỏi nào. Thì trong trường hợp các anh chị kết thúc buổi product update ngày hôm nay và các anh chị có một số câu hỏi thì các anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với Smarter hoặc là gửi requirement của mình đến Smarter thông qua Jira System, là trên cái customer portal của Smarter. Thì em sẽ nhắc lại một số thông tin liên quan tới product update là hiện tại tuần này là hôm nay là ngày thứ ba, thì bên em có một buổi product update bằng tiếng Việt, và vào tuần sau, vào thứ tư tuần sau lúc 3 giờ chiều thì bên em có tổ chức một buổi product update khác nhưng mà sẽ bằng tiếng Anh. Thì trong quá trình sử dụng nếu mà các anh chị có vấn đề gì thì các anh chị có thể quay lại vào buổi update tuần sau để có thể hỏi thêm hoặc là gửi thêm một số thắc mắc với Smarter. Bên cạnh đó thì em cũng có một cái thông báo nhỏ là hiện tại Smarter đang có một buổi training liên quan tới hệ thống Smarter cũng như là liên quan tới việc đào tạo làm sao để có thể có một bài e-learning hiệu quả với việc sử dụng Smarter và sử dụng iSpring. Thì ngày mai không trong tuần này vào ngày 24 trong tuần này vào ngày 24 tháng 2 là vào buổi thứ sáu tuần này thì bên em sẽ có một buổi info section nhỏ để brief cho các anh chị làm một số thông tin về cái khóa học Smarter đang tổ chức. Thì nếu các anh chị quan tâm thì mình có thể join cái buổi webinar đấy. Buổi webinar hoàn toàn là free, thì các anh chị có thể join vào buổi webinar đấy để xem là cái khóa đào tạo sắp tới của Smarter có phù hợp với mình hay không. Và Smarter có thể có một số discount cho những anh chị hiện tại đã là khách hàng của Smarter rồi, nên là hy vọng là có thể gặp các anh chị vào buổi webinar vào thứ sáu tuần này để mình có thể trao đổi kỹ hơn. Nếu mà mình không còn có câu hỏi nào nữa thì chắc em sẽ xin được kết thúc buổi product webinar ngày hôm nay ở đây, tại vì nó cũng vượt ra khá là nhiều thời gian so với Smarter dự tính rồi. Thì em chào các anh chị và chúc các anh chị sẽ có một tuần làm việc hiệu quả.